Tôi giỡn lúc này tôi quên mất, tôi giảng cái gì. Rồi thì khi mà mình hiểu hết vấn đề, khi mình hiểu hết vấn đề thì mình mới buông nó một cách triệt để được. Còn mà lấy tay mà che rồi đó, thế thì mấy bạn nói cô mà sợ quá hay che rồi nè, có không? Mình thấy gì có cái gì mình sợ, cái gì mà mắc cỡ á. Hiện nay đi nghe chỗ nào thấy mấy ông thì họ ngồi che, che trụ kia quá ghi quá mà che toàn là vậy, không có ai chết được. Mà che như vậy thì có thấy còn kỹ hơn rồi, thằng không che nữa, thấy không? Cho nên tu thiền là che tạm thời, che mà còn muốn thấy. Như nhỏ thì tôi sợ ma, tôi rất là khoái ngành chuyện ma, gì biết không? Cái thứ mà sợ ma là thấy người ta kể thường biết thanh tránh hay không, sợ lắm. Trùm mền này mình cứ nghe nghe kể, nghe những chuyện ma tội trời lên như các bạn đó, bà đi ngang nghĩa trang đó, rồi bà bi một mình, bà sợ, bà thấy cách đốm thuốc lá, bà mừng lắm, bà chạy ra, bà thấy ông ông cho tôi đi chung, ông cho ông đi gì đi. Cái đi còn đổi, bà nói ông đàn ông sướng thì không có sợ ma, đàn bà sợ khổ quá. Ông nói rồi đó, hồi còn sống tôi cũng sợ chứ. Thì đại khái là mình nghe những cái chuyện như vậy đó là tôi thích lắm, tôi rất là thích. Là tức là mình nghe mình cũng tò mò, mình nghe mình cũng tò mò có cái gì là nó sẽ đi về đâu. Còn tôi thích cái chuyện mà cái ông nó chạy xe ra nghĩa trang ban đêm, gặp cái cô đó mặc nguyên bộ áo dài trống mà mặt cái mé cả trong giống như bệnh viện mới ra vậy đó, mà đứng quát quát như này là thấy không phải là người nhà rồi, là anh đạp hết ra luôn, quá gian đó. Mà đi ra nghĩa trang mà quá gian mà mặt cái mé rồi mặt đứng đồng luôn, là anh đạp hết ra ra băng ra khỏi nghĩa trang về khu dân cư. Anh gặp một cô gái trẻ mặc quần jean áo buôn mà trẻ trung đeo ba lô mình mang giày thể thao, nhảy tăng 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 quá, anh phải mừng lắm. Không phải cát, cô nhảy lên, cô thở hổn hển, hồi nãy ấm đừng làm để chạy mệt thế bà. Tức là bả luôn mà hồi nãy thì ba đứng cái đâu có xe nè, thế đó mà cảnh ra đâu này là ảnh thấy khỏe rồi, nhưng mà thêm lúc đêm hôm mà có gái đẹp mà người khỏe cắn trẻ trung là dịu quá. Mẹ ngày mới lên mới thở, mới nói nhỏ dừng rừng là mới chạy thở tiếng hồn. Thì cái kiểu mình sợ ma mà mình cứ khoái lén lén nghe, hoặc người bị có cái tật cái gì biết nó thôi, hay lén ngửi đó nữa, thì mình sợ khổ. Nhưng mà mình cứ vòng vòng cái khổ, mình không có cái ghen nó, mình nhất ra nó vì một lý do nào đó mà mình không có rời được cái khổ. Giống như hồi nãy tôi nói, biết đó là chỗ nguy hiểm nhưng mà người ta cứ tìm mọi cách để mà người ta quay ra quay vô. Chỉ có cái hạng thứ tư này nè, biết nó là độc không rớ. Giống như mình biết đó là chuyện ma, đừng có ráng nghe vậy đó, mà chỉ biết nghe nó rất là độc. Nghe đó thật ra tôi nói này nó hơi vô thần, tôi học Phật tôi tin có ma đó, nhưng mà thường tại cái chuyện ma tôi không có tin. Tại vì mà một lần người ta bịa để người ta nhát người khác, hay nó là do người sợ hay thường có cái ảo giác. Chạy như mình gặn chạy nhanh đó, mình tưởng có cái tiếng chạy sau lưng thế này, hiểu không? Và có những khi mình sợ quá, mình nhìn trong gà quá khúc, mình nhìn này mình thấy cái kia thì cái thì vậy. Cho nên tôi nghe kể những ma tôi có tin, nhưng mà cái bậy nhất là khi mình sợ mà mình cứ nghe thì lâu ngày nó ám trong bụng mình, nhất là ở nhà một mình á. Tên tôi biết có một cô Phật tử lớn tuổi thì sợ ma, mỗi lần cô đi dự đám tang xong về là cô đi tắm bắt chồng đứng trước cửa để bà tắm, họ cái anh còn đó không, mà hễ mời là bà đi. Tại đây nè, tại đây thành phố mình này, quý vị biết bà cái mỗi lần đám ma mà nhất là đám mấy cái đám mà cái mặt cái ghê đó, cái người chết mà mặt cái ghê đó là bảo là đứng coi lâu nhất, đi coi lâu nhất. Rồi tối về là tắm là mắt không phải mắt cái ghế bỗng buồn ngủ không chết không cười rồi mình cứ lo lo đi anh còn nó không nó còn cho là bà tắm tiếp. Mà cái mỗi là đám ma là mấy ổng phải có trách nhiệm không canh cho bà, mà cái mặt càng ghê là ổng phải canh hơi gần một chút, ngộ lắm. Thì muốn thoát khổ là phải hiểu khổ toàn bộ, không còn dây dưa một chút nào hết, như người sợ ma nhưng mà cái lòng còn chút dây dưa, hiểu không, là không nên.